Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài số 4 của cái chương số 3. Thì ở bài số 4 này thì mình sẽ tiếp tục thực hiện các cái bài lab về khai thác mã lỗi. Thì cái mã lỗi mình sẽ thực hiện trong bài này là khai thác mã lỗi MS10046. Thì nếu như các bạn so sánh cái bài này với cái bài số 3 thì các bạn thấy rằng ở cái bài số 3 thì mình thử thực hiện là khai thác cái mã lỗi là MS08067. Thì đối với cái mã lỗi MS08067 á, thì để mà tấn công thành công á, thì cái điều kiện cần thiết là các bạn phải có cái Windows XP Server Bug 3 hoặc Windows Server Server Bug 2 có tạo ra một share file. Thì thật sự rằng với cái điều kiện đó thì nó cũng khá là dễ dàng. Và trong quá trình mình thực hiện bài lab, các bạn thấy rằng đứng ở vị trí là người bị tấn công á, thì thật sự cũng chẳng làm gì. Và nghĩa rằng anh là attacker của mình ở đây á, thì ảnh có thể dễ dàng tấn công vào bên trong cái server của mình ha. Sang cái mã lỗi MS10046 á, thì cái mã lỗi này nó sẽ tấn công dựa trên trình duyệt web là IE của Microsoft. Thì những cái mã lỗi mà có tính chất là tấn công trên trình duyệt web á, thì các bạn sẽ thấy rằng á, là nó sẽ yêu cầu mình một việc là phải có sự tương tác của người dùng. Tức là bước đầu của bài này á, mình sẽ phải thiết lập cái chương trình Meta Exploit chuẩn bị ra một anh server giả để đi khai thác cái mã lỗi MS10046. Và công việc kế tiếp á, là làm sao để cho cái người client của mình click vào bên trong đường link này. Thì thật sự cái chỗ này nó có rất là nhiều cách. Thì ở đây cách đơn giản nhất là mình đang sẽ sử dụng chương trình EtherCAP và thực hiện với cái plugin là DNS Spoofing để mình chuyển hướng cái luồng duyệt web của máy của người nạn nhân đi qua cái IP của máy client. Sau khi tấn công thành công rồi thì do cái máy client của mình ở đây á, nó đang là một anh Windows 7, thì mình chỉ có được một cái quyền ứng với cái quyền user bình thường thôi. Và lúc này mình cần phải bypass cái user access control của trong Windows 7 để mình có được đầy đủ quyền system ở trong cái máy và mới thực hiện được mọi việc ở trong cái máy victim. Rồi thì để làm cái bài này á, thì mình sẽ sử dụng hai cái máy ảo ha. Cái máy thứ nhất là cái máy Kalinet, máy thứ hai là cái máy Windows 7 ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua với phần lab. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần lab ha. Bây giờ nói về cái sơ đồ của bài lab của mình. Thì ở đây mình đang mở sẵn hai cái máy ảo. Một cái máy ảo Windows 7 đang ở IP là 192.168.255.129. Một cái máy ảo là cái máy Kali Linux, IP đang là 255.128. Thì hai cái máy ảo này thì nó đang kết nối vào chung vào bên trong cái cạc mạng VNet 8 ở trong môi trường của Windows. Thì cái bài lab của mình đây nó sẽ bao gồm là 3 phần ha. Phần đầu thì mình sẽ chuẩn bị server để khai thác lỗi. Phần số 2 là mình sẽ chuyển hướng traffic của cái máy victim đi qua cái IP của cái máy attacker. Phần thứ 3 là mình sẽ làm cái việc là mình bypass cái user access control ở trên môi trường Windows. Rồi, bây giờ mình đi vào xong cái phần số 1. Thì lúc này mình sẽ sử dụng cái chương trình Meta Exploit ha, thì mình load chương trình nó lên. Rồi. Đến đây thì mình sẽ sử dụng cái module là Use Exploit Windows Browser, tức là các bạn đang sử dụng các phương thức tấn công vào cái trình duyệt web ở trên môi trường của Windows, và mình dùng cái mã lỗi là MS10046. Lúc này mình set cho nó cái byload là Windows Metadata Revert HTTPS. Thì cái byload này các bạn nhớ rằng nó chỉ chạy từ Windows 7 trở về sau thôi nha. Nếu như các bạn làm cái bài này trong Windows XP thì nó sẽ không có chạy ứng với cái revert là HTTPS nè. Thì thay vào đó là các bạn sẽ chạy cái này, nó là revert TCP. Rồi ở đây mình show option, mình nhìn một chút.
Thì những cái thông số mà các bạn cần xét ở chỗ này á, là thông số về server, thông số về là host. Lúc này mình sẽ xét SRV host chính là cái địa chỉ IP của cái máy Kali Linux của mình. Mình xét L host sẽ là cũng là IP của máy Kali Linux của mình. Rồi mình show option là một lần mình nhìn. Thì các bạn thấy là những thông số nó yêu cầu mà, thì nó có đủ rồi. Lúc này mình dùng tiếp câu lệnh là exploit -j, -j tức là nó giúp cho cái mình là chạy tiến trình dưới cái dạng ngầm bên trong hệ thống. Thì với cái kết quả xuất ra thì nó nói với mình rằng để mà các bạn thực hiện tấn công nó thành công này á, thì các bạn phải làm sao đó để cho người login click vào bên trong cái đường link là 192.168.255.128 này. Thì bây giờ nếu như mà cách mà các bạn thử đơn giản nhất là các bạn lên trong trình duyệt web, nhập vào cái địa chỉ IP giống như vậy, đi vào thôi. Nhưng mà cách này thì nó có vẻ rằng là nó sẽ không có hay lắm ha. Như vậy bây giờ mình muốn rằng người lấy anh nhập vào link của một trang web nào đó thì sẽ tự động chuyển sang cái IP của cái máy Kali Linux của mình. Thì tiếp tục với cái phần số 2. Ở phần số 2 mình đây thì mình sẽ sử dụng cái chương trình Ethercap để thực hiện một cái bài tấn công sniffer và kết hợp với cái plugin là DNS Buffing. Để làm tiếp cái này thì các bạn mở thêm một cái cửa sổ dòng lệnh nữa. Các bạn dùng câu lệnh locate ether.dns. Cái file ether.dns này thì nó cho phép mình là đi mô tả là những cái record mà để các bạn thực hiện giả dạng. Các bạn vi cái file này ra. Vị trí là etc ethercap ether.dns. Rồi mình sẽ thêm vào ở dưới cùng file. Ví dụ như ở đây mình ghi vô là mail.google.com thì ở IP này. Hoặc là bây giờ mình nói athena.edu.vn thì ở cái địa chỉ IP 255.128. Athena.edu.vn phân giải nghịch thì cũng ở IP 255.128. Rồi mình save lại. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng tiếp một cái câu lệnh là etcap trừ t trừ q trừ m trừ t nghĩa là các bạn chạy test mode, trừ q là quiet, trừ m là ý nó là các bạn đang thực hiện kiểu tấn công là man the middle, trừ b ý rằng các bạn đang sẽ nói rằng là tôi sẽ sử dụng cái plugin nào đó và các bạn sẽ sử dụng cái plugin là DNS bub này nó sẽ đọc cái thông tin trong cái file ethercap. Trừ y là xác định xem coi là cái chương trình ethercap của mình ở đây sẽ chạy trên cái địa chỉ IP nào. Và chỗ này các bạn sẽ điền vào đây á, nó là cái địa chỉ IP của cái máy Kali Linux. Và dấu sẹt này phía sau nghĩa rằng các bạn sẽ chọn cho nó là đi đến bất kỳ chỗ nào. Chúng ta tiếp tục thực hiện câu lệnh nè. Để vô đây là etcap trừ t trừ q trừ m arb remote trừ y. Rồi, hôm nay mình điền vô thêm trừ b phở là DNS bub. Ở chỗ này thì các bạn sẽ có thể gặp số lỗi nha. Ví dụ như mình gọi như vậy. Thì do rằng là cái máy mình đang sử dụng ở đây là cái Kali Linux phiên bản 2.0 thì câu lệnh ethercap lúc này nó sẽ có một số cái sự thay đổi ha. Thì các bạn thấy là nó yêu cầu mình phải tới là ba cái dấu sẹt lận. Và lúc mà phải ghi như vậy nó mới chạy đây. Còn nếu như bạn nào đang xài Ethercap phiên bản 1.1 hay là bản 1.0 á, thì Ethercap trên máy Kali Linux phiên bản 1.1 hoặc 1.0 á, thì các bạn chỉ cần là gõ vào hai cái dấu sẹt thôi là nó hiểu rồi.
Và để biết rằng mình chạy đúng á, thì các bạn nhớ là phải ra được cho mình hai cái group ha, là group 1, group 2. Cái dòng này nó còn báo cho mình biết là nó đang activate lên cái plugin là DNS pub ha. Bây giờ mình qua bên cái máy Windows 7 của mình. Ở máy Windows 7 của mình ở đây giả sử như bây giờ đi kiểm tra DNS bằng lệnh bin đi, mình bin anh Athena.edu.vn. Đó, thì bạn thấy vậy bây giờ là 192.168.255.128. Hay bây giờ mình đi bin tiếp tục là anh mail.google.com. Thì ha, anh này cũng IP này. Nhưng mà nếu như các bạn đi bin Gmail thì nó không có chuyện gì xảy ra hết. Bin gmail.com. Đó, là đúng cái mạng bên ngoài internet. Và nếu như lúc này mà cái người nạn nhân của mình ở đây chẳng may mà không để ý mà vô đây gõ vào đây athena.edu.vn. Rồi bạn thấy cái máy của mình đây đang lót loát cái gì đó ha. Mình thử đi ra ngoài cái ra ngoài bên cái giao diện của chương trình mình. Rồi. Mà dấu hiệu bạn thấy thành công là gì? À, tôi đã có được một cái phiên điều khiển ha, có được cái phiên điều khiển. Rồi lúc này mình dùng câu lệnh session trừ y 1. Bây giờ cái phiên điều khiển mình này phải phiên số 1 nè. Tương tác vào phiên số 1. Gõ vào câu lệnh get UID để bạn xem. Đó, thì các bạn thấy bây giờ mình là ai đây? Tôi đang là một user bình thường thôi. Tôi đang là user bình thường thôi, user victim. Get system. Thì nó báo mình là gì? À, access gì đó. Mình không đủ quyền để mình get system. Thử bấm đâm ra cái file SAM bằng câu lệnh hash đâm. Đó, các bạn thấy rằng chỗ này cũng không đủ quyền. Nghĩa rằng đến đây á, mặc dù là các bạn đã tấn công thành công vào trong máy rồi, nhưng mà cái quyền hạn của phiên của bạn vẫn chưa đủ. Như vậy bây giờ có cách nào để mình leo nó lên cái quyền cao hơn hay không? Thì đầu tiên lúc này mình sẽ đổ qua câu lệnh background. Rồi. Để tiếp tục các bạn, số 3 của mình á, là các bạn sẽ thử làm cái việc là bypass cái user access control ở trên cái môi trường của Windows ha. Thì khi các bạn ở trong cái giao diện dòng lệnh này, các bạn có lệnh background nè, thì nó sẽ trả ra cho bạn cái dòng lệnh phía trên. Thì lúc này mình sẽ sử dụng cái tính năng là exploit Windows local và sử dụng là cái bypass UAC để làm gì vô. Đó. Rồi mình show option. Thì chỗ này nó báo mình rằng là mình phải set cho nó session số bao nhiêu đó. Mình set cho nó session số 1. Rồi mình explore lần nữa. À, chỗ này cái chữ session mình đã đánh sai ha. Session không có F. Rồi, explore lại. Rồi, thì lúc này nó sẽ bắt đầu nó tạo cho mình tiếp một kết nối nữa. Chỗ này nó đang bị lỗi rồi, thử explore lại. Rồi, cái này bạn thấy nó thành công ở cái phiên điều khiển là số 2 nè. Thì nếu như bây giờ mình kết nối vào cái phiên số 2 này á, mình kiểm lại nha, get over đi. Mặc dù mình đang là user victim đúng không? Thì mình get system lại. Rồi, mà kiểm lại coi mình là ai. Các bạn thấy bây giờ các bạn đang là user system. Thì lúc này mình có thể làm gì? Lấy file SAM ra. Đó, thì ở đây các bạn thấy là mình đang có đầy đủ cái quyền ha, ở trên cái máy Windows 7 của mình.
Rồi, đến đây mình kết thúc cái bài số 4 ha. Chào các bạn.